Giáo sư khẳng định sự thật về việc uống nước đun sôi để nguội gây ung thư. Mới đây, thông tin về nước đun sôi để nguội có thể ảnh hưởng tới sức khỏe con người do nhiễm các vi sinh vật đã khiến nhiều gia đình lo lắng. Chuyên gia về thực phẩm lý giải về điều này như thế nào? Nước đun sôi có thể thiêu. Theo Phó Giáo sư Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết, thông tin nước đun sôi để 2 tiếng sẽ bị nhiễm độc là không có chứng cứ và khiến người dân mất niềm tin vào các thông tin sai lệch đó. Theo Phó Giáo sư Thịnh, nước đun sôi có thể được nấu từ nước tự nhiên, nước ao hồ, sông suối và nước máy đã được khử bằng calamin. Khi nấu nước, cũng như các thực phẩm khác, để nguội ra ngoài môi trường đều bị các vi khuẩn xâm nhập và gây ôi thiêu. Khi nấu nước, các vi sinh vật trong nước, trứng dung chết đi, bị phân hủy thành chất hữu cơ và trở thành thức ăn cho vi sinh vật xâm nhập vào. Nhưng nước sôi để nguội, hàm lượng chất hữu cơ thấp hơn các loại thực phẩm như rau xanh, thịt, cá chứa, nên không bị ôi thiêu nhanh. Các thực phẩm rau, thịt, cá, nếu để ngoài môi trường, đặc biệt trời nắng như hiện nay, chỉ 5 tiếng đồng hồ là thiêu. Nhưng nước thì có thể lên đến 24 tiếng đồng hồ sau khi để nguội. Nếu nấu nước sôi để nguội bằng nước máy đã khử trùng, thì thời gian gây ôi thiêu có thể lâu hơn vì nước máy ít vi sinh vật, trứng dung, ít chất hữu cơ để làm thức ăn cho vi khuẩn. Để nhận biết nước đun sôi bị thiêu, bạn có thể cảm nhận bằng mùi vị như các thực phẩm khác. Nhưng theo Phó Giáo sư Thịnh, nước an toàn nhất vẫn là 24 giờ sau khi nấu. Còn thông tin để nguội sau 2 tiếng nhiễm độc là không đúng, bởi vi khuẩn xâm nhập vào nước đun sôi để phát sinh vi sinh vật gây độc cho con người cần nhiều thời gian chứ không phải 2 tiếng. Nhược điểm của nước đun sôi để nguội và nước qua máy lọc. Theo Phó Giáo sư Thịnh, hiện nay có nhiều công nghệ lọc nước và người dân mua về lọc uống thay vì đun sôi, làm chín nước bằng nhiệt như trước. Mỗi biện pháp đều có những ưu điểm và nhược điểm, nhưng cân nhắc về mặt thực phẩm, nước đun sôi để nguội vẫn tốt hơn. Nguồn nước đun sôi để nguội, nếu không an toàn, có thể nhiễm các ion kim loại nặng như chì, thủy ngân. Khi nấu lên, không tốt cho cơ thể. Hơn nữa, khi nấu sôi bằng nhiệt, oxy trong nước giảm đi, uống vào có thể gây đầy bụng. Phó Giáo sư Thịnh giải thích, bởi vì trong hệ thống đường ruột của chúng ta luôn có lớp vi sinh vật hoạt động giúp cho hệ tiêu hóa và chúng tồn tại được nhờ vào lượng oxy từ nước và thức ăn khác. Khi nước đun sôi bị bốc hơi, oxy bị bay đi, uống nước đó làm cho vi sinh vật không có oxy và chết đi gây đầy bụng. Do đó, nên nấu xong để nguội tầm 1-2 tiếng sau để oxy trong không khí bão hòa vào nước đó, khi đó uống là tốt nhất. Còn với nước lọc RO, Phó Giáo sư Thịnh cho biết, đây là lọc qua các hệ thống màng lọc để loại bỏ các vi khuẩn, chất rắn, các ion kim loại nặng. Nhược điểm của nước lọc RO là quá tinh khiết, không còn tự nhiên nữa. Cơ thể con người cần lượng khoáng chất cần thiết để hoạt động thông qua việc uống nước hàng ngày. Nhưng khi ta sử dụng nước lọc thì lượng khoáng này đã bị loại bỏ, gây nên tình trạng thiếu các khoáng chất cho cơ thể như sắt, kẽm. Nếu lạm dụng sử dụng bằng nước RO, từ nước uống đến nước nấu nướng, thì trong thời gian ngắn, chúng ta mắc bệnh thiếu vi chất, thiếu khoáng chất, thiếu cân bằng điện giải. Sử dụng nước nào cũng có ưu và nhược điểm của nó, nhưng Phó Giáo sư Thịnh cho biết, người dân vẫn theo truyền thống nấu nước để nguội uống, và lý tưởng nhất vẫn là nguồn nước an toàn đun sôi để nguội uống trong ngày như các thực phẩm khác. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ghê rợn những căn bệnh đáng sợ từ việc ăn thịt chó. Rất ít người nghĩ đến việc đằng sau những món ăn được chế biến từ thịt chó đầy sức hấp dẫn kia là hàng ngàn nguy cơ rất kinh khủng cho sức khỏe. Những ngày qua, người tiêu dùng vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước sự phù phép thịt lợn chết, hôi thối thả trôi nổi trên sông được mang về chế biến thành lợn đặc sản ở Vĩnh Phúc. Thì chiều ngày 14 tháng 11, Công an thành phố Huế lại phát hiện hàng loạt hàng lậu cùng với hơn 3 tạ thịt chó đã bốc mùi hôi thối, nổi mốc đang vận chuyển vào thành phố làm mồi nhậu. Theo đó, lực lượng cảnh sát kinh tế kiểm tra xe khách 51B
02179 tuyến Sài Gòn Hà Nội cho tài xế là ông Lê Văn Đoán, sinh năm 1974, trú tại Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội. Vận chuyển thì phát hiện trên xe có chứa 3 bao tải quần áo, vải có trọng lượng 250kg, 114 con ống nhựa, máy móc, thiết bị và phụ tùng các loại không có hóa đơn chứng từ. Qua kiểm tra, phát hiện có 3 thùng hàng bên trong có hơn 3 tạ thịt chó, nguyên con, chưa qua kiểm dịch, không có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ, bốc mùi hôi thối. Như chúng ta đã biết, thịt chó là món ăn truyền thống của người Việt. Vào dịp cuối năm, loại thực phẩm này được tiêu thụ ngày càng lớn. Do đó, việc trà trộn thịt chó dài, chó chưa được kiểm dịch, chó ôi thối là rất dễ xảy ra, gây ra những bệnh nguy hiểm cho con người. Thịt chó bán từ hàng quán thường được lấy ở nhiều nguồn, trong đó một số lượng không nhỏ là do những tay trộm chó cung cấp. Điều này có lẽ không cần phải chứng minh, vì trộm chó đang là vấn nạn ở các vùng nông thôn, kéo theo hàng loạt những hệ lụy và hiện đang là vấn đề nổi cộm của xã hội. Tuy nhiên, điều cần quan tâm là lượng chó nguyên liệu do các đối tượng này cung cấp phần lớn là được đánh bằng bã chó cực độc, khiến cho thịt chó cũng bị nhiễm một lượng độc chất không nhỏ. Loại thuốc này các đối tượng trộm chó sử dụng thường là thuốc cực độc do Trung Quốc sản xuất. Sau khi ăn vào, chó chết ngay tại chỗ và lượng thuốc độc tồn tại trong cơ thể sẽ gây nguy hại cho con người nếu ăn phải loại thịt chó này. Đã có trường hợp một bệnh nhân nam vào cấp cứu tại Viện Huyết học, truyền máu trung ương trong tình trạng chảy máu nhiều bộ phận, không thể cầm. Theo chẩn đoán, bệnh nhân bị rối loạn đông máu nhưng lại không có tiền sử về bệnh này. Tuy nhiên, trước đó bệnh nhân đã ăn thịt chó. Các bác sĩ cho rằng con chó mà bệnh nhân ăn có thể đã bị trúng bã chó. Chính chất chống đông trong bã chó, bã chuột là nguyên nhân gián tiếp làm bệnh nhân bị ngộ độc, máu chảy không cầm được. Nguy cơ nhiễm ấu trùng sán dại chó. Theo lời kể của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Đề, nguyên chủ nhiệm bộ môn ký sinh trùng trường Đại học Y Hà Nội, ông từng gặp một bệnh nhân nhập viện vì có khối u khổng lồ ở phổi. Đáng sợ là trong khối u đó chứa hàng ngàn đầu sán đang ngoe ngoải. Kết quả xét nghiệm khẳng định đây là loại sán dại chó. Việc lây nhiễm sán dại chó và ấu trùng sán dại chó cực kỳ nguy hiểm. Ở mắt, chúng gây mù. Ở não, dây thần kinh chúng chèn ép gây chứng điên loạn. Tại gan, lách, phổi, ấu trùng tạo nhiều u nang làm cho các cơ quan này suy yếu hoặc làm người bệnh tử vong do nhiễm trùng. Loại sán này có thể tìm thấy ở một số thú nuôi, trong đó có chó, những bào nang ấu trùng ký sinh trong thịt chó. Vì vậy, khi ăn thịt chó có ấu trùng sán, rất có thể chúng ta sẽ bị nhiễm loại sán này. Khi vào cơ thể, ấu trùng nang sán thường cấu kết thành dạng u, bướu. Khi khối u, bướu đạt đến đường kính từ 1 đến 7 cm, nghĩa là cơ thể bạn đang chứa trên 2 triệu đầu sán, một con số thật kinh khủng. Khi còn ở dạng bướu, bướu này có thể tràn vào ống dẫn mật, gây ra bệnh vàng da ở người. Khi bướu vỡ, các đầu sán di chuyển lên não, lách, thận, gan, phổi, gây ra hàng loạt bệnh như xốc xương, giòn xương, tiểu máu, đau lưng, tổn thương tủy sống, nhiệt độ cơ thể tăng giảm bất thường, rối loạn tiêu hóa, khó thở, tim tái, hôn mê. Nếu chất dịch trong bướu vào máu có thể gây sốc phản vệ. Khi bị nhiễm ấu trùng sán dại chó, người bệnh sẽ có các hiện tượng như dị ứng, mẩn hứa, mề đay, lên cơn hen suyễn, khó thở, nấm tóc, nấm phổi. Nguy cơ xơ gan, suy thận. Theo đông y, thịt chó giàu đạm, có tính nhiệt. Ăn nhiều thịt chó thường gây nóng trong, chướng bụng, ẩm ạch, khó tiêu. Chính vì thế, nếu ăn nhiều thịt chó thì chất đạm không được tiêu hóa hết. Gan thận làm việc quá tải, dẫn đến các bệnh như gút, bệnh về gan, thận. Đã có trường hợp bệnh nhân nhập viện vì mắc bệnh xơ gan, suy thận. Sau khi tiến hành xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán là do người bệnh ăn quá nhiều thịt chó trong suốt 15 năm, dẫn đến lượng đạm không được tiêu thụ hết và gây ra bệnh. Nguy cơ nhiễm virus bệnh dại. Đây là một nguy cơ ít người nghĩ đến nhất, nhưng lại hoàn toàn có thể xảy ra cho người ăn thịt chó. Bác tuổi trẻ từng dẫn lời của phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, kể về một trường hợp bệnh nhân không bị chó dại cắn nhưng lại mắc bệnh dại. Nguyên nhân là vì người đó đã ăn tiết canh chó.
và con chó này đã mắc bệnh dại. Ngoài ra, kể cả những con chó đã được tiêm phòng, không có khả năng gây tử vong thì người thường xuyên ăn thịt chó vẫn có khả năng bị tổn hại về sức khỏe. Lý do bởi vaccine phòng dại ở chó được chích mỗi năm để tiết kiệm giá thành. Đa số vaccine dại cho chó hiện hành đều là chế phẩm từ virus dại, sống giảm độc lực. Chính vì vậy, dư lượng vaccine trong thịt chó theo biểu đồ tích lũy trong một con chó 3-4 tuổi đủ sức gây yếu điện thần kinh trung ương của người ăn theo thời gian. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Những tác dụng của lá sen khô mà bạn không thể bỏ qua. Lá sen khô từ lâu đã được sử dụng trong nhiều bài thuốc giúp chữa bệnh hiệu quả. Lá sen khô từ lâu đã được sử dụng trong nhiều bài thuốc giúp chữa hiệu quả các căn bệnh nguy hiểm. Cùng tìm hiểu những công dụng của lá sen khô và cách sử dụng đúng loại lá này nhé. Lá sen là loại lá rất quen thuộc ở Việt Nam, nhưng không phải ai cũng biết lá sen khô có tác dụng gì. Từ xưa, lá sen đã được sử dụng rất nhiều với các mục đích khác nhau trong cuộc sống. Người ta dùng lá sen để ướp chè, gói xôi, bọc cốm, đun nước tắm. Ngoài ra, lá sen còn được phơi khô để sử dụng như một bài thuốc giúp chữa nhiều căn bệnh nguy hiểm. Tác dụng của lá sen khô đã được nghiên cứu và khẳng định mang lại hiệu quả thực sự đối với sức khỏe. Những tác dụng của lá sen khô. 1. Trị máu hôi sau khi sinh. Máu hôi sau sinh là tình trạng sản dịch có mùi hôi khó chịu. Điều này thường khiến các sản phụ rất lo lắng. Để khắc phục, hãy sử dụng lá sen khô theo cách sau. Dùng 20-30g lá sen khô đem tán nhỏ, hòa với nước uống. Hoặc cho lá sen khô vào sắc với 200ml nước, lấy 50ml nước lá sen cô đặc, uống ngày một lần. Ngoài bài thuốc từ lá sen khô, mẹ có thể áp dụng thêm cách làm sạch sản dịch sau sinh bằng rau ngót để tăng thêm hiệu quả. 2. Trứng mất ngủ. Không chỉ hạt sen mà lá sen khô cũng có tác dụng chữa mất ngủ rất hiệu quả. Bạn chỉ cần dùng 30g lá sen khô đem hãm với nước sôi thành nước uống. Ngày uống nhiều lần thay cho nước trà sẽ có tác dụng rất hiệu quả. 3. Lá sen khô chữa bệnh sốt xuất huyết. Đây cũng là một tác dụng của lá sen khô. Để có bài thuốc chữa sốt xuất huyết từ lá sen khô, bạn chuẩn bị những nguyên liệu sau. Lá sen khô 30g, ngót sen hạt cỏ nhỏ nồi 40g, rau má 30g, hạt mã đề 20g. Cho hết các nguyên liệu trên vào ấm, thêm nước sắc thành thuốc, ngày uống một thang như trên. Nếu xuất huyết nặng hơn, có thể tăng lượng lá sen lên 50-60g. 4. Chữa chảy máu cam, tiêu chảy ra máu. Lá sen khô cũng được dùng làm bài thuốc chữa chảy máu cam hay tiêu chảy ra máu hiệu quả. Chuẩn bị lá sen khô 40g, rau má 12g. Cho hai nguyên liệu này vào ấm, thêm 400ml nước sắt thành 100ml thuốc, chia làm 2 lần uống trong ngày. 5. Chữa ho, non ra máu. Để dùng lá sen khô chữa chứng ho, non ra máu, cần làm như sau. Chuẩn bị lá sen 30g, ngót sen 30g, sinh địa 30g, trắc bá 20g, ngải cứu 20g, đem thái nhỏ, phơi khô rồi sắc thành thuốc uống trong ngày. 6. Chữa đau mắt. Lá sen khô cũng được dùng để chữa đau mắt rất hiệu quả. Chuẩn bị lá sen 10g, hoa hà 10g, hoa cúc vàng 4g. Đem các nguyên liệu này sắc với nước thành nước uống ngày 2 lần. Lá sen, hoa hà mỗi vị 10g, cúc hoa vàng 4g, sắc uống còn chữa cao huyết áp. 7. Tác dụng của lá sen khô giảm cân. Một tác dụng của lá sen khô rất được ưa chuộng, đó là để giảm béo. Lá sen khô đem hãm với nước uống hàng ngày, không chỉ giúp giải nhiệt cơ thể mà còn kiểm soát cân nặng rất tốt. Kết hợp uống nước lá sen khô với chế độ ăn uống, tập luyện hợp lý, bạn có thể giảm cân nhanh chóng. Bạn có thể tham khảo cách làm trà lá sen để thuận lợi nhất cho việc uống hàng ngày nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên.
hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Công dụng của hoa 10 giờ không phải ai cũng biết. Hoa 10 giờ không chỉ đẹp, còn có rất nhiều công dụng như chữa ho, chữa bỏng nhẹ hay ghẻ lửa. Chỉ cần một mồi nhỏ cắm xuống đất là đã có ngay cây cảnh quanh nhà lại có luôn vị thuốc hay. Hoa 10 giờ nở vào 10 giờ nên thường được lấy làm tên gọi. Thuộc họ rau sam, thân thảo, mọc bò cao khoảng 10 đến 15 cm, cây và lá mọng nước. Hoa 10 giờ có nhiều màu như đỏ, hồng, vàng hay trắng với quả hình cầu. Lò hoa này thường ra vào mùa hè, thu, màu sắc vô cùng rực rỡ, bắt mắt nên hay được trồng quanh nhà để làm cảnh. Nhưng ít ai biết, ngoài mang vẻ đẹp đặc trưng, hoa 10 giờ còn có thể chữa bệnh, chữa bỏng. Theo đông y, hoa 10 giờ vị chua, tính bình, tác dụng hoạt huyết, giảm rát họng, tiêu viêm, tiêu sưng. Các bộ phận của cây đều có thể dùng làm thuốc, đặc biệt cho các trường hợp viêm họng, bỏng hay ghẻ ngứa cực hiệu quả. 1. Chữa viêm họng. Nếu bạn đang khó chịu vì chứng viêm họng, hãy thử bài thuốc từ hoa 10 giờ xem sao nhé. Nguyên liệu: 100g hoa 10 giờ, 10g lá cây rẽ quạt, 100ml nước sôi còn nóng. Cách dùng: hoa 10 giờ và lá cây rẽ quạt rửa sạch, giã nhỏ, cho nước sôi vào hòa đều rồi chắc lấy nước. Lấy nước, ngậm đều mỗi ngày 2-3 lần, dùng liên tục trong vòng 3-5 ngày, sẽ thấy ngay hiệu quả tốt. 2. Chữa bỏng nhẹ. Khi bị bỏng, việc đầu tiên bạn cần làm là ngâm ngay vết thương vào nước mát. Sau đó, hái nắm cây hoa 10 giờ, không kể liều lượng, đem rửa sạch, giã nhuyễn rồi đắp lên vết thương. Lưu ý, vừa đắp vừa giữa ra liên tục cho mát. Khi nắm lá ấm dần lên, không còn mát thì thay nắm khác, thay liên tục cho đến khi vết bỏng không còn nóng rát. Đối với vết thương nhẹ, chỗ da bị bỏng sẽ hồi sinh bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Đối với các vết bỏng sâu như bỏng thép thì chỗ da bỏng sẽ khô đi, nhưng không phồng hay đau rát. Dần dần, lớp da mới phát triển rồi lớp bỏng tự bong ra. 3. Chữa ghẻ, lửa, ngứa hiệu quả. Đây là bài thuốc dân gian chữa ghẻ lửa hay ngứa rất hiệu quả, giúp làm lành vết lửa lét và giảm ngứa nhanh chóng. Dưới đây là hai bài thuốc chữa ghẻ lửa, ngứa được lưu truyền. Bài thuốc số 1. Nguyên liệu: 100g thân, lá hoa 10 giờ, 100g lá rau sam, 100g lá xoan tươi. Cách dùng: lấy hoa 10 giờ, lá rau sam, lá xoan tươi rửa sạch, giã nát rồi vắt lấy nước. Ngày 2-3 lần, lấy hỗn hợp này bôi vào vùng tổn thương, kiên trì bôi liên tục khoảng 1 tuần là thấy ngay hiệu quả. Bài thuốc số 2. Nguyên liệu: 50g thân, lá hoa 10 giờ, 30g lá táo, 2g muối ăn. Cách dùng: cho hai loại lá cùng muối đem giã nhỏ, lấy bã đắp vào vết ghẻ lửa, mỗi ngày thực hiện đắp thuốc 2 lần. Kiên trì liên tục trong vòng 3-5 ngày là tình trạng bệnh cải thiện ngay. Không lâu vết thương sẽ lành hẳn. Bạn thấy không, hoa 10 giờ không chỉ đẹp để làm cảnh, lò hoa này còn có thể chữa bỏng nhẹ cực hiệu quả, chữa ghẻ lửa, ghẻ ngứa nhanh chóng. Để trồng hoa 10 giờ cũng cực đơn giản. Mùa hè chỉ cần ngắt một đoạn thân cây hoa 10 giờ dài khoảng 15cm, dăm vào đất ẩm một thời gian thôi là cây sống và phát triển nhanh chóng. Trồng ngay lò hoa này quanh nhà không chỉ tăng thêm vẻ đẹp ngôi nhà, còn chữa bệnh. Thật tuyệt phải không nào? Lưu lại và sai đến mọi người về công dụng của hoa 10 giờ, không phải ai cũng biết này nha. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Năm công dụng tuyệt vời của lá chanh đối với sức khỏe. Theo đông y, lá chanh có vị cay ngọt, tính on, có tác dụng hòa đàm, trị khoái, sát khuẩn và tiêu đờm. Lá chanh có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe. 1. Chữa ho do lạnh. Những trường hợp bị ho do lạnh
có thể được chữa bằng lá chanh. Bạn cần chuẩn bị lá chanh tươi 5g, gừng tươi 3g, sau đó rửa sạch tất cả các nguyên liệu. Thái gừng thành lát mỏng và sắc với 400ml nước còn 100ml. Khi uống nước này, bạn có thể cho thêm ít đường. Dùng hỗn hợp này trong 3-5 ngày, bạn sẽ thấy kết quả rõ ràng. 2. Cảm sốt không ra mồ hôi. Những người bị cảm sốt không ra mồ hôi có thể dùng lá chanh khô 30g hoặc lá chanh tươi 10g, sắc lấy nước để uống trong ngày. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng kết hợp với các loại thảo dược khác theo công thức. Lá chanh 20g, lá cúc tần 15g, lá bưởi 5g, vỏ quýt 10g, sắc uống trong ngày. Bạn cần dùng vị thuốc dân gian này trong 2-3 ngày. 3. Hỗ trợ điều trị hen phế quản. Những người bị hen phế quản có thể dùng bài thuốc dân gian trị hen từ lá chanh trong khoảng 10 ngày. Theo đông y, bạn cần chuẩn bị lá chanh khô 35g, dây tơ hồng 15g, tất cả xào vàng, sắc với 3 bát nước, lấy 1 bát, ngày uống 2-3 lần. 4. Giảm sưng đau do mụn nhọt, chưa có mủ. Lá chanh có tác dụng diệt khuẩn, tiêu đờm, nên giúp giảm sưng đau do mụn nhọt hiệu quả. Bài thuốc giảm sưng đau do mụn nhọt có công thức: lá chanh 10g, lá cây tầm sông 8g, tinh tre 10g. Bạn cần phơi khô, tán bột các loại nguyên liệu này rồi rắc lên nơi tổn thương có mụn nhọt và băng lại trong khoảng 8-10 phút, ngày áp dụng 2 lần. 5. Mát gan. Theo dân gian, lá chanh có tính ôn nên giúp mát gan. Bạn cần chuẩn bị lá chanh, lá gai, lá cối xay, các vị đều khô, mỗi vị 12g. Sau đó sắc với 3 bát nước còn 1 bát, chia uống 2 lần trên ngày, nên uống sau bữa ăn, sáng và tối, thực hiện trong 15 ngày. 6. Nước sông giúp giải cảm, nhức đầu. Bạn có thể giải cảm, nhức đầu bằng vị thuốc dân gian. Trong đó có bài thuốc lá chanh kết hợp với lá bưởi, hương nhu, cúc tần, lá tre, mỗi vị 50g, bạc hà 20g, xả 2 củ, tỏi 3 nhánh. Tất cả rửa sạch, nấu nước sông cho ra mồ hôi. Phương thuốc này giúp kích thích mồ hôi tiết ra, giảm nhức đầu và giải cảm hiệu quả.